Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn 4 cách để mình có thể kiếm tiền với ứng dụng VNDC. VNDC là ví tiền điện tử nhé. Bạn nào mà thường xuyên giao dịch tiền điện tử thì chắc chắn là các bạn sẽ không xa lạ với ứng dụng này nữa. VNDC ra mắt khoảng gần 2 năm nay rồi, hiện tại thì đây vẫn là ứng dụng rất là uy tín. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền với VNDC. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền từ cơ bản tới nâng cao nhé. Các bạn hãy theo dõi nhé. Rồi cái cách thứ nhất để các bạn có thể kiếm tiền với VNDC đó là các bạn sẽ giới thiệu ứng dụng cho bạn bè người thân. Các bạn sẽ nhận được hoa hồng là 10.000 trên một lượt giới thiệu và người kia cũng vậy nhé. Tức là khi mà các bạn giới thiệu người dùng thì cả bạn và người kia đều nhận được 10.000. Đó là đối với tài khoản thường nhé. Còn nếu mà tài khoản đại lý, các bạn nâng cấp lên tài khoản đại lý thì khi mà các bạn giới thiệu các bạn sẽ nhận được là 25.000 trên một lượt giới thiệu và người kia sẽ nhận được 10.000. Đó. Tài khoản thường thì các bạn chỉ nhận được 10.000 trên một lượt giới thiệu thôi. Còn nếu các bạn nâng cấp lên tài khoản đại lý thì các bạn sẽ nhận được 25.000 trên một lượt giới thiệu. Tuy nhiên nếu các bạn muốn nâng cấp lên tài khoản đại lý thì các bạn phải duy trì tài khoản tối thiểu là 10 triệu nhé. Tức là trong cái ví này lúc nào trong tài khoản các bạn cũng phải trên 10 triệu. Cái cách đăng cái ứng dụng này thì mình có làm video hướng dẫn rồi. Mình sẽ để đường link hướng dẫn ở dưới mô tả video cho các bạn nhé. Rồi để mà lấy link giới thiệu các bạn sẽ vào cái phần giới thiệu ở bên cùng này. Đây ở dưới góc bên phải màn hình ở góc dưới nhé. Đó. Ở đây có phần giới thiệu này. Đó, các bạn sẽ thấy trong này có cái phần đường dẫn referral này. Đó. Các bạn sẽ nhấn sao chép nha. Các bạn nhấn sao chép này. Các bạn nhấn sao chép đường link, sau đó các bạn sẽ gửi cho bạn bè người thân nhé. Mình ví dụ như mình sẽ lên Zalo này. Mình sẽ gửi cái đường dẫn nó vào đây. Đó, ví dụ như khi khách hàng nhấp vào cái đường link này này. Đó. Thì khi khách hàng nhấp vào cái đường link này, người ta nhấn vào đăng ký này. Đó. Khi mà họ đăng ký và hoàn thành KYC thành công á thì cả bạn và người kia đều sẽ nhận được hoa hồng nhé. Cái người đăng ký thì người ta sẽ nhận được 10.000, còn bạn thì bạn sẽ nhận được là 10.000 nếu mà tài khoản thường. Còn nếu tài khoản đại lý thì bạn sẽ nhận được 25.000 trên một lượt giới thiệu. Rồi tiếp theo là cái cách thứ hai để mình có thể kiếm tiền với VNDC. Thì cách này là dành cho những cái tài khoản đại lý nhé. Khi mà bạn giới thiệu người dùng á, không chỉ là bạn nhận được 20.000 trên một lượt giới thiệu mà bạn còn nhận được tiền lãi nếu mà họ trữ coin ở trong này. Tức có nghĩa là nếu mà họ trữ coin ở trong VNDC á và họ nhận được lãi hàng ngày thì các bạn cũng nhận được một phần lãi, tức là các bạn sẽ nhận được một phần lãi trên cái số tiền mà họ nhận được đó. Lưu ý là chỉ dành cho tài khoản đại lý thôi, còn tài khoản thường thì không có nhé. Thì đó là cái cách thứ hai mà mình gợi ý cho các bạn. Ở đây thì tài khoản của mình vẫn đang tài khoản thường, mình chưa nâng cấp lên cho nên là mình vẫn chưa kiếm tiền với cách này được đó. Rồi tiếp theo cái cách thứ ba mà các bạn có thể kiếm tiền với VNDC đó, các bạn có thể gửi tiền tiết kiệm trong VNDC. Các bạn sẽ nhận được lãi suất cực kỳ ưu đãi, đó là 12,79% trên một năm. Cái lãi suất này thì nó cao gấp đôi so với các bạn đi gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng. Đó, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng thì chỉ có 6-7% trên một năm thôi, 6 hoặc 7% trên một năm thôi. Còn gửi ở đây thì các bạn sẽ nhận được là 12,79% trên một năm, tức là cao gấp đôi so với khi các bạn gửi tiền ở ngân hàng. Rồi cuối cùng cái cách thứ tư để các bạn có thể kiếm tiền với VNDC, đó các bạn có thể giao dịch coin ở trong này. Tức là các bạn có thể trade coin nhé, và các bạn sẽ thu lợi nhuận. Cách này thì đòi hỏi các bạn phải có kiến thức sâu hơn về đầu tư tiền kỹ thuật số. Các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn nếu các bạn muốn tham gia cái lĩnh vực này. Để mà trade coin hoặc trữ coin trong VNDC á, các bạn cần phải nạp tiền vào VNDC. Và từ cái VNDC này các bạn sẽ quy đổi sang cái đồng khác, trữ các cái đồng coin đó trong cái ứng dụng này. Tuy nhiên là các bạn cần phải có kiến thức và các bạn phải biết phân tích thị trường. Tức là các bạn phải xem xét là cái đồng coin nào nó đang có cái xu hướng tăng giá trong thời gian sắp tới hoặc là trong tương lai. Đó thì các bạn sẽ mua cái đồng đó. Và khi nào mà cái giá nó tăng lên một cái đỉnh điểm nào đó thì các bạn có thể bán nó đi để các bạn lấy lời. Đó. Thì ví dụ như hôm trước mình có mua cái đồng Ripple này. Mình có đổi sang cái đồng Ripple để mình lưu trữ này. Thì lúc đó là mình mua chỉ có 500 thôi. Tức là mình dùng cái số tiền VNDC đang có để mình mua cái đồng Ripple này. Thì lúc đó là mình mua 500 thì hiện tại cái đồng Ripple nó đã tăng giá rồi. Đây mình sẽ quy đổi cho bạn xem này. Mình mua chắc cũng cuối tháng trước á. Lúc đó là mình mua 500 ngàn. Thì khi mà bây giờ nếu mà mình quy đổi nhá. Mình quy đổi từ đồng Ripple này sang cái đồng VNDC này. Mình sẽ quy đổi hết số lượng cái đồng Ripple mình đang có này. Mình sẽ chọn mắc. Thì hiện tại nếu mà mình quy đổi từ đồng Ripple sang đồng VNDC ấy, thì mình sẽ có là 792.570 đồng. Thì với cái số tiền mà mình nhận được này ấy, thì có nghĩa là mình đã lời hơn 200.000 rồi, gần 300.000. Đó. Thì đó là cách kiếm tiền dành cho bạn nào mà có kiến thức về trade coin, kiến thức về đầu tư coin nhé. Tuy nhiên với cách này thì các bạn cần phải có một cái số vốn nào đó để các bạn đầu tư nhé.
Còn nếu các bạn không có vốn thì tốt nhất là các bạn kiếm tiền bằng cách là chia sẻ ứng dụng và nhận hoa hồng từ VNDC. Đó. Với một lượt giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được 10.000 nếu tài khoản thường, và nếu tài khoản đại lý thì bạn sẽ nhận được 25.000. Rồi vậy là video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn 4 cách để mình có thể kiếm tiền với VNDC. Cách thứ nhất là chia sẻ ứng dụng. Cách thứ hai là các bạn có thể nâng cấp lên tài khoản đại lý và nhận hoa hồng từ cái phần lãi của những cái đối tác mà các bạn giới thiệu. Đó. Cái cách thứ ba là các bạn có thể kiếm tiền với VNDC bằng cách là gửi tiền tiết kiệm, và các bạn sẽ nhận được lãi suất là 12,79% trên một năm. Và cái cách cuối cùng đó là các bạn có thể trade coin hoặc là các bạn có thể trữ coin trong VNDC. Đó là 4 cách kiếm tiền với VNDC. Còn bạn nào mà quan tâm về cái lĩnh vực trade coin hoặc là đầu tư coin á, thì mình sẽ dành trong một bộ video khác nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video này giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.